Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tư vấn với một vị khách hàng là người nước ngoài, vì tư vấn bằng tiếng Anh. Có thể rằng là nó sẽ không trôi chảy giống như một số văn phòng luật sư, các công ty luật có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, tôi đã diễn đạt cho họ bằng tiếng Anh và họ đã hiểu. Đó là một cái thành công của tôi và tôi nghĩ là tôi hạnh phúc. Vài ngày nay trên cái diễn đàn, một cái đại gia cà phê Trung Nguyên bảo rằng tiền nhiều để làm gì. Và báo chí hiện tại cũng nói về những cái vấn đề về người phụ nữ và vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng trong một cái xã hội. Tại sao các anh cứ muốn chúng tôi lùi lại sân sau trong khi năng lực của chúng tôi vẫn có? Tại sao các anh vẫn muốn được có những cái điều kiện, có vợ đẹp con ngoan, tuy nhiên các anh lại muốn chúng tôi lùi lại để mà không có phục vụ, để rồi khi cân đông đo đếm về việc nội trợ thì các anh bảo rằng là công sức của các anh nhiều hơn. Phụ nữ mà, phải bên phụ nữ thôi. Hôm nay tôi mượn cái bài báo để nói về cái tâm sự của một cái người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng là cái bài báo này trên trang gia đình và cũng rơi vào đúng cái tâm điểm của một cái cuộc chiến cà phê Trung Nguyên. Có rất là nhiều người lên án người phụ nữ trong cuộc. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều người bênh vực người phụ nữ này. Quan điểm của tôi rằng là hiện tại chỉ có những người trong chăn mới biết chăn có rận. Còn nếu một hỏi ai đó rằng họ có hạnh phúc hay không, nếu quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hỏi tôi rằng luật sư Khu có hạnh phúc hay không, thì tôi bảo rằng là tôi hạnh phúc. Ở hạnh phúc ở đây rằng tôi biết cái bước chân dưới chân mình đi. Tôi biết rằng là tôi đang làm việc gì. Tôi biết giữ lấy một cái gia đình. Có thể trong những cái chông chênh, trong những cái cơm áo vạo tiền, trong những cái khó khăn trong cuộc sống, tôi đều phải cố gắng vượt qua và giữ lấy một cái tâm thanh thản, tâm của cái nghề, cái tâm của một người vợ, cái tâm của một người con, cái tâm của một người mẹ. Các bạn ha, các bạn có đồng ý với tôi không? Nếu ai hỏi tôi và thấy tôi vui vẻ và hạnh phúc, đó là bản chất thật của con người tôi đó. Và tôi nghĩ rằng khi tôi có một cái sự bình an toát lên từ trong tâm hồn, thì tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn đưa những cái định hướng, những lời tư vấn qua cái thông điệp nghề luật sư. Hôm nay tôi muốn đọc cho quý vị và các bạn để cho chương trình của chúng ta bớt những cái khô khan hơn ạ. Chứ nếu như trong trường hợp cứ nói hoài, nói mãi một cái chủ đề về luật thì nó cũng mệt mỏi quá. Và nó sẽ phù hợp cho tính cách nữ tính của tôi. Đàn bà không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bình yên là đủ. Tôi rất là đồng ý với cái slogan này. Chỉ cần hạnh phúc là đủ. Đàn bà càng từng trải thì hạnh phúc của họ càng giản đơn. Cuộc đời người đàn bà không cần những điều lớn lao vĩ đại, chỉ cần bình yên một người chồng tốt cùng những đứa con ngoan, vậy thế là đủ. Ở cái người phụ nữ này thì họ rất là chọn cái gia đình các bạn ạ. Phụ nữ trong cuộc sống ngày nay khác nhau nhiều lắm. Có những người cả đời theo đuổi mục đích giàu sang, có nhiều tiền, có địa vị. Có người chỉ thấy vui vẻ, tự tin khi bước ra xã hội làm những điều mình thích. Có tôi trong đó đó. Nhưng có phụ nữ chỉ cần trong căn nhà bình yên nấu cho chồng một bữa cơm ngon là thấy hạnh phúc gia đình ấm êm. Tôi cho rằng là mỗi người chọn cho mình một cái sự bình yên, một cái sự hạnh phúc. Và đó cũng là một tiêu chí để đi đến hết cả cuộc đời mình.
quanh chúng ta cũng có những các bà, các mẹ, các chị vẫn chọn gia đình, mà khi mà chỉ cần nấu một bữa cơm ngon mà nhìn cái nét mặt của chồng hôm nay ăn cơm ngon không thì cũng đã thấy hạnh phúc rồi các bạn ạ. Còn có những người phụ nữ là ta phải đi ra ngoài, ta phải đẹp và ta phải thi hoa hậu và phải đạt được cái danh hiệu hoa hậu, hoa khôi gì đó thì ta mới cảm thấy hạnh phúc. Phụ nữ càng trẻ thì trong lòng nhiều tham vọng, nhiều ước muốn, họ mong muốn đạt được những điều lớn lao, vĩ đại trong cuộc đời. Họ yêu cầu ở bản thân rất cao, muốn mình phải thật hoàn thiện, thật giỏi giang trong mắt của người khác. Phụ nữ khi càng trẻ, hình mẫu một người đàn ông hoàn hảo bao gồm nhiều tiêu chí: giàu, đẹp trai, lãng mạn, ga lăng, biết chiều chuộng, biết thương yêu và nhiều yếu tố khác nữa. Phụ nữ ở ngưỡng 18 đôi mươi thường ngưỡng mộ, lấy hình ảnh người đàn ông nổi tiếng, sang trọng làm hình mẫu để mình vươn tới. Và họ thường lầm tưởng rằng chỉ cần nhiều tiền, chỉ cần bản thân thật đẹp như người mẫu, diễn viên thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên. Nhưng đàn bà từng trải nếm nhiều vị dư đắng chua chát của cuộc đời thì lại nghĩ khác. Đàn bà không cần quá nhiều tiền, không cần quá giàu sang, chỉ cần bình yên là đủ. Hai chữ bình yên tưởng chừng như đơn giản nhưng có mấy người phụ nữ tìm được trong cuộc đời mình. Bình yên là khi người phụ nữ rời công sở trở về nhà, họ biết rằng có một mái ấm, một căn nhà ấm áp đang đợi mình. Bình yên là khi cuộc đời ngoài kia nhiều cạm bẫy, nhiều lừa lọc, nhưng người phụ nữ nào cũng có một người đàn ông thương yêu mình hơn hết thảy mọi thứ. Bình yên là khi người phụ nữ nhìn ngắm những đứa con của mình lớn lên trong vui vẻ, hạnh phúc. Kỳ quan của người phụ nữ chính là hình ảnh chồng mình vui đùa, thương yêu hết các con. Đàn bà đẹp và nổi tiếng chưa chắc đã hạnh phúc. Đàn bà giàu sang nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Đàn bà lấy một người chồng có địa vị chức tước cũng chưa chắc được hạnh phúc. Bởi cuộc đời này điều gì cũng có cái giá của nó. Hạnh phúc, giàu sang nhiều khi được đổi cả bằng thanh xuân, bằng sự hy sinh cam chịu. Đôi khi cái giá của giàu có là kiệt sức trong làm việc và chúng ta bỏ quên mất mái ấm của gia đình. Các bạn biết không, tôi thì cũng thuộc cái tiếp người thích học, thích làm, thích hoàn thiện. Nói chung là có một tiêu chất cầu toàn. Và khi con bệnh, chồng có những cái lăng tăng trong cuộc sống hôn nhân thì bắt đầu tôi bỏ bớt công việc và quay lại với cái gia đình. Tôi vẫn thường nói với bạn bè tôi là tôi thuộc cái phụ nữ gia đình. Nếu như cho tôi đánh đổi giữa gia đình và những cái thứ khác trong cuộc sống thì tôi sẽ chọn gia đình các bạn ạ. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng trong cuộc đời này cũng chỉ là tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Đàn bà càng từng trải thì hạnh phúc của họ càng đơn giản. Cuộc đời người đàn bà không cần đến điều lớn lao, vĩ đại. Chỉ cần bình yên bên một người chồng tốt, cùng những đứa con ngoan, vậy là đủ. Thực ra thì đối với từng cái tiêu chí của nhân sinh quan của mỗi người để biết được cái hạnh phúc của mình là như thế nào. Riêng bản thân tôi thì tôi vẫn muốn cân bằng giữa trong công việc và mái ấm gia đình. Và tôi nghĩ rằng là mình có những cái điều hôm nay là nhờ người chồng của mình biết hy sinh, biết gánh vác, biết san sẻ những công việc với bản thân mình. Và những đứa con của mình nó cũng phải chịu hy sinh giúp mẹ. Nhà tôi không có thuê ô xin các bạn ạ. Cho nên tất cả mỗi người có một cái vai trò, một cái nhiệm vụ và mỗi việc khác nhau. Từ cái bé nhỏ nhất 5 tuổi của tôi đều có một cái công việc rõ ràng. Mẹ không làm giúp, việc nào của bé, bé tự làm. Việc nào của chị lớn, chị tự làm. Và có một cái sự giao thoa, một cái bữa cơm gia đình, cái buổi gọi là họp gia đình 10 phút hàng ngày.
Bữa nào tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn cái bữa gọi là họp của gia đình. Và cái cô con gái Úc của tôi thì cứ hay phát biểu về hôm nay là có những cái vấn đề gì đó mà bé cần phải phát biểu. Và tôi sẽ tập cho bé như là một luật sư nhỏ đứng trước đám đông. Hạnh phúc của tôi là như thế đó các bạn ạ. Và để nói trong xã hội ngày nay thì để giữ một cái hạnh phúc đó là một cái điều không khó. Các bạn thấy không? Tôi quyết định chọn cái đồng 2 đô để nói rằng nếu trong trường hợp mình không có tiền thì mình cũng không hạnh phúc. Và nếu như trong trường hợp mình không có mái ấm gia đình thì mình cũng không hạnh phúc. Và ở lứa tuổi 40 hơn, 40 cộng, tôi cảm nhận được rằng mình có đầy đủ những tố chất và mình sẽ duy trì, biết cầm, biết nắm, biết thử, biết đặt lên, biết so đo, tính toán công việc và gia đình, cái nào là quan trọng để nắm bắt lấy hạnh phúc gia đình. Các bạn có đồng ý ý kiến của tôi hay không? Tôi cũng khó khăn, tôi cũng đang từng bước để định hình đi trong cái cuộc sống. Và nếu như trong trường hợp các bạn thông qua cái video này, tôi nghĩ rằng là các bạn cũng phải suy nghĩ lại từng cá nhân của gia đình mình, điều nào mình chọn, gia đình, công việc và đặc biệt là phải có tiền các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.